Xin hạnh chào mừng quý khán giả một lần nữa đến với kênh YouTube TD Broadcasting với Taylor Diệp. Thưa quý vị, hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 13 tây tháng 12 năm 2020. Hiện tại là khoảng 9:09 giờ của California. Và thưa quý vị, trong video hôm nay chúng tôi muốn tóm lược lại một số các tin tức chính trị trong 2 ngày cuối tuần vừa qua mà có lẽ quý vị đã không có dịp để mà theo dõi. Và những tin chính trị này nó liên quan đến những chuyện cũng xung quanh Tổng thống Donald Trump và cũng như là đối thủ của ông Joe Biden rất là nhiều. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị bước vào với bản tin đầu tiên liên quan đến việc là mọi người dự trù là khi mà quý vị xem chương trình này vào sáng sớm hay là trưa ngày mai đó, thì nếu không có gì trục trặc, ông Joe Biden sẽ chính thức trở thành tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ theo đúng như cái nghĩa pháp lý của cái vai trò này hay là của cái danh xưng này. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua đó thì có rất nhiều người đã bất mãn với cái cách mà giới truyền thông gọi ông Joe Biden là tổng thống đắc cử, vì họ cho rằng là các cơ quan truyền thông không có thẩm quyền gì để mà phong cái danh hàm đó cho ông Joe Biden. Kể cả cá nhân của tôi cũng bị nhiều người chất vấn, bao gồm một cái người bạn mà tôi quen cũng là một cái kênh YouTube khác, cũng đã gọi điện thoại cho Thay là gì và hỏi rằng ủa tại sao mà em lại gọi ông Joe Biden là tổng thống đắc cử trước khi mà có những cái kết quả chính thức từ cử tri đoàn của 54 bang. Thì sau một cái vài câu gọi là trao đổi đó thì chúng tôi cũng không có muốn giằng co tiếp, cho nên rằng sau này cũng hạn chế cái việc xưng ông Joe Biden bằng cái danh hiệu đó. Tuy nhiên bắt đầu vào khoảng chừng trưa ngày mai hay là tối thiểu là đợi khi nào mà đủ những tiểu bang có cái con số cử tri đoàn cần thiết mà đã bỏ phiếu cho ông Joe Biden, thì có lẽ là trưa hay là chiều ngày mai mọi người đều có thể gọi là danh chánh ngôn thuận gọi ông Joe Biden là tổng thống đắc cử, cho dù rằng là chúng tôi biết rằng là ít nhất phần nửa dân số của Hoa Kỳ trong cộng đồng Việt Nam vẫn không có chấp nhận cái việc này, nhưng mà đó là cái hiện thực mà chúng ta phải đương đầu. Và thưa quý vị, trong ngày mai đó, cái thủ tục đó cũng rất là đơn giản. Các cử tri đoàn ở tại những tiểu bang đã ấn định sẵn sẽ tập hợp lại tại thủ phủ của họ để mà chính thức bỏ phiếu dựa theo cái phiếu phổ thông của tiểu bang đó. Không cần biết rằng là còn có những cái sự bất đồng gì nữa không. Về vấn đề kiện tụng thì coi như là hầu như đã xong hết rồi. Có thể là còn vài một cái vấn đề nho nhỏ vẫn còn đang tố tụng hiện nay tại cấp tiểu bang mà thôi. Nhưng mà nếu mà nói về cấp liên bang thì như là không còn cái vụ kiện gì mà tôi được biết đến nữa, sau khi mà tối cao pháp viện đã đưa ra cái phán quyết của họ vào chiều ngày thứ sáu của tuần trước. Thì tới chiều ngày thứ hai chúng ta có thể danh chính ngôn thuận gọi ông Joe Biden là tổng thống đắc cử. Tuy nhiên thưa quý vị, cái chuyện này nó cũng không có sẽ kết thúc ở tại đây, thì vì cũng có một số cơ quan truyền thông họ vẫn sẽ còn có những cái nghi vấn khác. Nhưng mà trong cái phần này tôi cũng muốn mượn cái headline của Newsmax và một phần mà của Newsmax đưa ra những bản tin như sau, để cho quý vị nào mà vẫn còn cảm thấy gọi là khó chịu về cái việc danh xưng này của ông Joe Biden, thì chúng tôi xin đọc lại nguyên văn của tờ báo Newsmax viết về cái phần này. Quý vị thấy là đây là cái headline của Newsmax. Newsmax có viết rằng là cơ quan truyền thông Newsmax vẫn luôn xác nhận rằng là với những cái kết quả bầu cử hiện nay đang còn bị thách thức, cũng như là một số các tiểu bang vẫn còn đang tái kiểm phiếu, thì giới truyền thông không nên tuyên bố ai là kẻ thắng cuộc và nên tôn trọng cái quyền của đương kim tổng thống để mà thách thức những kết quả này, khi mà những kết quả này nó chỉ chênh lệch nhau có khoảng chừng trên dưới 1% mà thôi. Tuy nhiên
cũng tiếp lời của Newsmax, cơ quan truyền thông này viết rằng với tất cả các tiểu bang đã chứng nhận kết quả bầu cử của họ và đại cử tri đoàn sẽ có cái sự chọn lựa của họ vào cái thời gian tới đây, và cũng như là quốc hội mới sẽ nhóm họp vào ngày 6 tây tháng 6, chúng tôi vào ngày 6 tây tháng giêng, thì cơ quan Newsmax và cũng như là những người khác và cũng như là những cơ quan truyền thông khác sẽ chấp nhận cái kết quả bầu cử của cử tri đoàn với một người tổng thống đắc cử. Đó là nguyên văn của đài truyền hình Newsmax, một đài mà trước đây kể cả tôi cũng không có để ý đến. Sau này khi mà thấy tổng thống Donald Trump khuyến khích người ta xem đài này, tôi mới bắt đầu chọn ra những bản tin hay là một số bản tin từ đài truyền hình Newsmax và dùng nó giống như là một cái nguồn nhằm chuyển tải những cái thông điệp này đến với khán thính giả, nhất là những khán thính giả nào mà vẫn có những cái sự đa nghi về những cái thông tin mà chúng tôi chọn ra để mà trình bày, vì những thông tin này có lẽ nó không có hợp với cái quan điểm hay là cái sở thích chính trị của quý vị. Và thưa quý vị, đó là cái vấn đề liên quan đến danh xưng của ông Joe Biden sau ngày hôm mai hay là sau ngày mai. Tuy nhiên, thưa quý vị, cũng không ngạc nhiên gì, Tổng thống Donald Trump vẫn không có chấp nhận thua cuộc. Ông không chấp nhận và ông sẽ không có đầu hàng. Cũng trong một số các lần xuất hiện trong cơ quan truyền thông Fox News vào ngày Chủ nhật tuần này, ông cũng nói rằng là ông không có chấp nhận và ông sẽ chiến đấu cho tới cùng, vì ông cho rằng là đây là một cái bầu cử mà nó đầy những cái sự mờ ám. Thì thưa quý vị, cũng trong trong cuối tuần vừa qua, Tổng thống Donald Trump cũng đã bắt đầu có những cái phản ứng công khai đối với tối cao pháp viện, một cái định chế mà ông nghĩ rằng là đáng lý ra là phải giúp cho ông lấy lại được cái sự công bằng, lấy lại được cái sự công đạo trong cái kỳ bầu cử này. Nhưng mà ông quá thất vọng với cái quyết định của tối cao pháp viện, nhất là đối với ba người mà ông đã đề cử và bổ nhiệm vô. Xin mời quý vị theo dõi cái tweet này. Cái tweet này rằng là Tổng thống Donald Trump đưa ra vào 2 giờ 16 phút chiều giờ miền Tây của Hoa Kỳ vào lúc ngày 13 tháng 12 năm 2020. Tổng thống Trump viết như sau: thật sự ra là nếu mà Supreme Court hay là nếu mà tối cao pháp viện đã không có chứng minh được một cái cơ sở pháp lý để mà thu nhận những cái vụ kiện này liên quan đến cái sự tranh chấp giữa tiểu bang này với tiểu bang kia đó, và cũng như là cái hồ sơ này hay là cái đơn kiện này không có đủ những cơ sở pháp lý, cho dù rằng là một tổng thống nước Mỹ đứng ra để mà kiện là một cái chuyện gọi là rất là lố bịch, rất là điên rồ. Chuyện này đã được ghi nhận trong hiến pháp của Hoa Kỳ. Họ là những người chết nhát, họ đây là tối cao pháp viện đó, và đã không có muốn thụ lý cái đơn này dựa theo những cái điểm tốt, những cái khía cạnh tốt của nó. Rất là đáng tiếc cho đất nước của chúng ta. Thay là dịp xin lỗi là nếu mà chúng tôi có dịch thiếu sót vài chữ, nhưng mà theo chúng tôi đó là cái nội dung của cái tweet mà Tổng thống Donald Trump đưa ra vào trưa ngày hôm nay là ngày Chủ nhật, về cái việc là ông bắt đầu đã phê bình tối cao pháp viện vì cái quyết định của định chế này không thụ lý đơn kiện của tiểu bang Texas. Và thưa quý vị, cũng tương tự như vậy, trong 2 ngày cuối tuần, bắt đầu vào ngày thứ Bảy, thì đã có đến hàng ngàn người ủng hộ viên của Tổng thống Donald Trump đã tụ tập lại thủ đô Washington để mà có nhiều cái cuộc mà gọi là campaign rally, những cái cuộc biểu tình gần khu vực của tối cao pháp viện, khi mà họ đứng ra cũng như là gần khu vực của tòa nhà quốc hội để mà ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump. Và họ làm cái chuyện này đúng 2 ngày trước khi đại cử tri đoàn ở 50 tiểu bang cũng như là tại khu vực Hoa Thành Đốn chuẩn bị đi bỏ phiếu. Hình ảnh video chúng tôi không có được là tại vì tôi không có cái bản quyền để đưa những cái video này lên cho quý vị xem, nhưng mà quý vị có thể Google những hình ảnh này thì quý vị có thể sẽ thấy
Một điều đáng chú ý rằng là trong lúc những người này đang đi biểu tình thì máy trực thăng của Tổng thống Donald Trump, Marine One, hay là nếu mà chúng tôi dịch ra đúng cái nghĩa trắng của nó là Thủy quân lục chiến 1, đã bay trên bầu trời của nhóm người biểu tình này, coi như một cách là Tổng thống Donald Trump tới để mà có lời chào, và cũng như là đang xem coi là những người ủng hộ của mình đang làm cái gì ở dưới đất. Và dĩ nhiên là khi mà Marine One bay lên qua cái nhóm người biểu tình này thì ai cũng lên tinh thần cả. Đáng tiếc là chúng tôi không có được những cái hình ảnh này để cho quý vị tham khảo trong chương trình này về vấn đề bản quyền. Và thưa quý vị, cũng trong cái cuối tuần vừa qua đó, thì Tổng thống Donald Trump một lần nữa cũng đã rất là khó chịu và bất mãn với những người mà đã làm cho ông cảm thấy rất là thất vọng. Và hai cái người mà chúng tôi thường xuyên nói đến hay là nhắc đến đó, không phải là chúng tôi muốn nhắc đến hai người đó, mà là Tổng thống Donald Trump thường xuyên nhắc đến hai người đó. Xin quý vị xem cái tweet sau đây. Đây là cái tweet mà Tổng thống Donald Trump đưa ra vào sáng sớm ngày 12 Tây, tháng 12, đó là ngày thứ bảy đúng không quý vị? Đây là ngày thứ bảy. Thì ông Trump viết như sau, ông nói rằng là tôi không biết rằng là ai là cái thống đốc mà tệ hơn Brian Kemp của tiểu bang Georgia hay là Doug Ducey của tiểu bang Arizona. Hai người này là hai người Rhino Republican, đó là chỉ là mang danh nghĩa Cộng Hòa thôi, nhưng mà thật sự là không phải là Cộng Hòa, mà đã chống chọi tôi và đảng Cộng Hòa còn gắt gao hơn là đảng Dân Chủ. Họ đã để cho tiểu bang của họ bị đánh cắp. Đừng bao giờ quên, hãy trước phế họ, hay là họ hãy bỏ phiếu để mà trước phế họ trong tương lai. Thưa quý vị, cái chữ Rhino đó thì chắc là nhiều người cũng đã biết rồi. Có một số người cũng đã cáo buộc tôi, cáo buộc cá nhân của Taylor Dịp là thành phần Rhino, có nghĩa là như là mang danh nghĩa là Cộng Hòa nhưng mà không có hành xử theo một cái người Cộng Hòa thuần thành. Thì thưa quý vị, thấy ra là trong cuối tuần vừa qua, sau khi mà Tổng thống Trump nhận được những cái tin gọi là bất lợi như vậy, ông đã có những cái phản ứng như sau. Cụ thể là cá nhân của hai ông thống đốc đó, cụ thể là toàn tối cao pháp viện, nhất là chúng tôi cũng hơi ngạc nhiên rằng là ông đã không có nêu đích danh ra ba cái vị thẩm phán mà ông đã đề cử, ông chỉ nói một cách chung chung thôi. Nhưng mà đó là cái cách phản ứng của Tổng thống Trump trong hai ngày vừa qua. Và bản tin cuối cùng trong ngày hôm nay liên quan đến gói cứu trợ COVID-19. Thì thưa với quý vị, một cái đề nghị mới nữa cũng từ một cái nhóm bipartisan, một cái nhóm gọi là Dân Chủ và cũng như Cộng Hòa từ lưỡng viện Quốc hội. Họ bây giờ là họ là muốn đưa ra một cái thỏa thuận khác nữa. Họ nói rằng là bây giờ cũng lấy cái con số mà họ đưa ra, đó là 908 tỷ Mỹ Kim, cũng với những cái điều khoản tương tự mà chúng tôi đã lượt qua trong một cái video kỳ trước, và quý vị thấy rằng là chúng tôi đã cập nhật cho quý vị biết về cái chi tiết của cái gói cứu trợ này. Thì bây giờ cái gì đã khác biệt thưa quý vị? Cũng là con số 908 tỷ Mỹ Kim này, nhưng mà khác biệt ra là họ sẽ đưa ra là hai phần. Cái phần thứ nhất thì là bao gồm một khoản tiền nhiều hơn. Cái phần thứ nhất là những gì mà hai bên đã đồng ý rồi. Tiền hỗ trợ cho hệ thống y tế, tiền giúp đỡ thất nghiệp cho người dân, tiền giúp đỡ cho các doanh nghiệp nhỏ, các cơ sở thương mại qua chương trình PPP đợt thứ hai, vân vân. Nói chung là những cái gì mà hai bên đã đồng ý rồi thì họ đưa ra một cái phiên bản như vậy, nhưng mà họ gọi rằng là version .1 hay là .2 gì đó. Và sau đó còn khoảng độ 150 tỷ Mỹ Kim hay là 160 tỷ Mỹ Kim còn lại đó, thì họ mới nói rằng là đây là một cái bản phụ của nó. Đó nghĩa rằng là cái 160 tỷ Mỹ Kim này là cái con số tiền mà bên Dân Chủ muốn dùng để mà tài trợ cho chính quyền của tiểu bang và chính quyền ở tại địa phương. Và kèm theo với số tiền này là cái vấn đề rằng là bên Cộng Hòa muốn là có giúp đỡ cho các cơ sở thương mại không bị các luật sư tố tụng liên quan đến những thiệt hại của nhân viên vì cái đại dịch này hay không.
Thì cái chuyện đó chúng tôi cũng đã tóm tắt trong cái video trước rồi. Nếu mà quý vị muốn biết rằng là tại sao hai bên tới giờ này vẫn còn kẹt trong cái vấn đề này đó, thì quý vị có thể xem cái video trước. Còn nếu quý vị đã xem rồi thì quý vị sẽ hiểu tôi đang nói cái gì trong cái phần này, đó rằng là cũng là một cái gói cứu trợ COVID 908 tỷ này, nhưng mà bây giờ các nhà lập pháp của lưỡng viện quốc hội họ muốn tách ra làm hai cái phần. Cái phần một đó là nó bao gồm tất cả những cái chi tiêu mà hai bên đã đồng ý rồi, bao gồm luôn cái tòa bạch ốc. Họ đồng ý rồi, họ nói là bây giờ đưa ra cái này trước, sau đó họ đưa ra thêm một cái phần phụ nữa, chỉ bao gồm 160 tỷ Mỹ Kim cộng với cái việc rằng là có hay là không có đưa ra một cái sự mà bảo hộ pháp lý cho các doanh nghiệp nhỏ. Thì cái hy vọng ở đây rằng là chúng ta có thể thông qua được cái phần mà tất cả mọi người đã đồng ý rồi. Cái phần đó thì nó chiếm khoảng chừng 800 mấy tỷ Mỹ Kim gì đó. Thì nếu mà thông qua được nó trước thì người dân, nhất là những người nào mà hiện nay đang bị thất nghiệp thì vấn đề gọi là phong tỏa ở tại các tiểu bang như tiểu bang California, có thể bắt đầu nhận được cái tiền thất nghiệp đó bắt đầu vào cuối tháng 12. Thì thông qua đó có đó trước đi. Còn đối với cái chuyện mà hai bên vẫn không có đạt được một giải pháp đó, thì cứ để nguyên nó như vậy. Khi nào mà hai bên đạt được một cái thỏa thuận, bên nào nhường bên nào, thì lúc đó mới tính sao. Chúng tôi không biết rằng là cái đề nghị này nó sẽ được lãnh đạo của bên Dân Chủ đồng ý hay không. Bên Cộng Hòa thì đã đồng ý với cái việc này rồi. Ông Mitch McConnell đã nói rằng là chúng ta nên thông qua những gì mà hai bên đã đồng ý, và những chuyện gì mà hai bên chưa đồng ý thì cứ đợi nó tính sao. Bà Nancy Pelosi thì cũng như là ông Chuck Schumer bên Đảng Dân Chủ thì họ không chịu cái việc đó. Họ muốn rằng là tất cả mọi thứ phải làm trong một cái luật. Họ không muốn tách ra, tại vì họ biết là nếu mà họ tách ra đó thì cái 160 tỷ Mỹ Kim nó sẽ khó có được thông qua. Cho nên họ nói là it's all or nothing. Một là làm tất cả, còn hai là không làm gì hết. Chứ họ không có muốn làm theo cái dạng là bán lẻ như vậy. Thì để xem coi là cái đề nghị mới nhất này từ các nhà lập pháp của lưỡng viện quốc hội, cũng của lưỡng đảng ở trong quốc hội hiện nay, nó sẽ được tiếp nhận như thế nào bởi bên Đảng Dân Chủ, và cũng như là giới truyền thông cũng đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong việc này. Giới truyền thông cũng như người dân phải tạo cái sức ép nếu mà muốn quốc hội thông qua được những cái gì mà họ đã đồng ý rồi, và những gì mà họ chưa đồng ý thì cứ để đó đi. Còn nếu mà không có thì có lẽ chúng ta đi tới Giáng sinh cũng không biết có được một cái giải pháp nào không cho những người hiện nay đang rất cần cái sự giúp đỡ về vấn đề tài chính, những người thất nghiệp vì bị mất công việc làm trong vấn đề đại dịch này, những người muốn đi làm mà cái ngành nghề của họ không được phép đi làm, và cũng như là hiện nay những doanh nghiệp nhỏ đang cần cái sự giúp đỡ, bao gồm luôn kể cả các bệnh viện và các hệ thống y tế. Thì thưa quý vị, đó là những cái bản tin mà chúng tôi nghĩ rằng là quý vị sẽ hứng thú để biết được, để mà bắt đầu cái ngày làm việc của quý vị trong ngày mai, đó là ngày thứ hai, ngày 14 tây tháng 12. Thay lời Diệu xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và một lần nữa, nếu mà quý vị chưa có cơ hội để mà subscribe, xin quý vị bấm cái nút ở dưới đây để mà subscribe vào kênh YouTube TD Broadcasting. Khi nào chúng tôi có những thông tin mới nhất, chúng tôi sẽ có cơ hội để mà báo cho quý vị ngay lập tức. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày làm việc hạnh phúc, bình an và luôn dồi dào sức khỏe.